Dạ vâng, xin chào các bạn. Đối với chúng ta cần một cái máy mà dùng để về văn phòng. Chúng ta cần một cái máy khoảng chừng là nặng khoảng chừng 1,6 kg. Chúng ta có những cái máy mà khoảng chừng 14 inch, nhìn cứng cáp và chắc chắn. Máy đang hỗ trợ về DRAM 4. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra một dòng máy phân khúc 8 triệu. Dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là khá nặng, cái khả năng về như là độ bền, độ chắc chắn của nó là khá là cao. Đó chính là dòng Dell Latitude 7480 5480 Dell Latitude 5480 đây các bạn. Đây, thưa các bạn ha. Đây vâng thưa các bạn. Trên phía trước đây là chính là dòng Dell Latitude 5480, mà một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy màu đen nè. Thấy không? Và logo thì hình theo là màu trắng. Nó khá là tinh tế, khá là nhìn thấy là khá là chắc chắn đúng không? Và đối với dòng này thì chúng ta nhìn thấy là cái độ bền, độ chắc của nó cũng khá là cao và cho phép cái bản lề nè. Bản lề các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ ngửa ra nè, thấy không? Mình cho ngửa ra nha. Ngửa ra là lên tới là 180 độ nè. Thấy không? Đó. Cực kỳ chắc chắn. Và đối với dòng máy này thì các bạn sẽ nhìn thấy là dòng Latitude, dòng khá nổi tiếng của dòng Dell. Nhắc đến về Dell, chúng ta nghĩ đến về dòng Latitude và chúng ta nghĩ đến về độ bền của máy. Thì đây chính là dòng Latitude là 5480. Nó giống như cái series của 7480, nhưng mà 7480 thì nó sẽ nhẹ hơn một xíu, bo gọn gàng hơn một chút. Đó. Bây giờ mình sẽ review toàn bộ trên đây. Bản thân trên đây nó sẽ là những cái là hợp kim nè. Đó, lớp là nhung nè. Cảm giác rất là chắc chắn. Mặc dù đây là cũng là dạng như là vỏ, cái lớp là vừa là hợp kim vừa là nhựa đây. Nó cũng cực kỳ chắc chắn về hai cái lỗ tai về bản lề. Một cái máy mà chúng ta nhìn thấy khá là mỏng rồi đúng không? Chiếc iPhone để gần đây, kế bên đây. Các bạn sẽ nhìn thấy nè. Đó. Máy 14 inch. Những cái cổng thiết kế nó có thể là thông minh hơn, tinh tế hơn so với dòng là 5470. Và mang con chip, đây là con chip thế hệ thứ 6 hỗ trợ về DDR5 4. Các bạn sẽ nhìn thấy về những phía trước đây, mình review xung quanh đây. Mời các bạn xem. Thì đây là các bạn nhìn thấy, đây là cái cổng là gọi là cổng Gigabit, LAN Gigabit ha. Đó. Và đây là vị trí về hốc tản nhiệt. 5470 thì nó đưa ra hốc tản nhiệt nó nằm bên hông. Bên hông. Nhưng mà đối với dòng 5480 thì đưa ra hốc tản nhiệt nằm ở phía sau, cho phép rồi luồng gió đưa ra phía sau ra. Rồi phía đây là vị trí về gắn về thẻ nha, SIM 4G nè. Các bạn có thể xài được SIM 4G. Nếu muốn được xài SIM 4G thì các bạn phải có về hỗ trợ về card 4G trên đây. Và đối với dòng máy này mình đang review để mình gửi đi một vị khách ở Long Thành, Đồng Nai. Anh bộ đội ha, anh có nhờ quay dùm clip dùm cho ảnh đó. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy đây là cổng HDMI, nó cho phép về chúng ta trình chiếu trên HDMI nè, thấy không? Đó, HDMI ha. Đây là cổng USB 3.0, nhanh gấp 10 lần so với 2.0. Đây là vị trí về rắc sạc đó. Rồi đối với dòng sau, bên hông thì các bạn nhìn thấy nè, dòng máy thì nó sẽ có gì đây? Đây ha, thưa các bạn. Thì đây là chúng ta nhìn thấy là trên đây nó sẽ có về như là cổng vị trí TC ha. Đó. Đây. Đây là USB 3.0. Và đây là vị trí về SD. Đó. Và các bạn nhìn thấy trên cái cổng này nè. Nhiều bạn thấy là cái cổng này có thể chúng ta gắn cổng TC, nó nhiều chức năng, nhiều cổng khác nhau nè, gắn chung với nhau nè. Thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ quay review qua đây. Các bạn nhìn thấy toàn cảnh, toàn diện về máy nha. Rồi. Chúng ta nhìn thấy bên đây nè, nó sẽ có về cổng Vega, xuất ra về trình chiếu ra Vega. Anh kêu là giờ hơi giờ là có hai dòng máy 7480 và 5480. Thì 7480 thì nó không có cổng Vega. Nhưng đối với 5480 này sẽ có đang có hỗ trợ về cổng Vega, xuất xuất ra trình chiếu về những máy đời cũ ha, theo chuẩn Vega. Đó, đây HDMI cũng xuất ra luôn. Rồi, thêm nữa là USB 3.0, nhanh gấp 10 lần so với 2.0. Vị trí về mic và tai nghe nằm trên đây luôn các bạn, nó khá tiện lợi. Đây là vị trí về chống trộn, một cái máy khá là mỏng nè, khá là nhẹ, nó khoảng chừng là 1,6 kg thôi. Đó, chúng ta thấy không, quá là đẹp đúng không, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên đây, mình review toàn bộ trong đây cả ngoài lẫn trong.
Dòng máy này thì các bạn nhìn thấy nó có về hỗ trợ về như là webcam nè, thấy không? Webcam đây ha. Webcam mà cho phép về chúng ta học về online, chúng ta họp và chúng ta là có nghĩa là kết nối về như là học trực tuyến chẳng được. Đó. Rồi, trên màn hình. Màn hình đang được trang bị là màn hình 14 inch. 14.0 inch ha. LED Slim, khả năng về chống chói. Có khả năng chống chói được trên đây. Rồi bàn phím. Bàn phím thì chúng ta như thấy. Về phía bên trong này các bạn. Đây là bàn phím. Bàn phím thì tùy theo dòng, dòng có LED và dòng không LED. Thì đây là phiên bản là chúng ta nhìn thấy đang có LED nè, thấy không? Đó. Và đối bản lề của máy này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ ngửa ra nè, thấy chưa? Và trên lưới là trên 180 độ, thấy không? Một dòng máy khá là đẹp, mẫu mã coi như là chắc chắn, dòng máy tuyệt vời luôn các bạn. Mình đánh giá dòng máy này nó khoảng chừng là 9/10 á, thấy không? Tuyệt vời ha, cứng cáp. Đây, thưa các bạn, cái cấu hình của máy thì bây giờ mình sẽ review, mình sẽ đưa ra cái cấu hình của máy để mời các bạn xem. Trên đây, máy mà chúng ta nhìn thấy đang có về LED nè các bạn, thấy không? Cho phép về làm việc về ban đêm. Và đối với cấu hình trên đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đó, cấu hình của nó đang được trang bị đó chính là Core i5-6300U, RAM 8GB, RAM 8GB ha. Đây, RAM 8GB đây, 8GB DDR4. Và có thể up to lên tới là 32GB RAM. Và đối với dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy tuyệt vời. Có thể là chúng ta cho lên là khoảng chừng 16GB là tuyệt vời rồi. 8GB chạy Vivo, chạy khá là lẹ. HD graphics của nó là HD graphics 520. Đó. Và trên đây chúng ta nhìn thấy là cái ổ cứng của nó đang là ổ cứng là SSD M2 SATA 2280 256GB. Và chúng ta có thể thuận tiện gắn được là 512, 1T, 2T tùy theo chúng ta muốn gắn trên đây. HD graphics 520 ha. Và mới màn hình là khả năng về chống chói. Chống chói trên đây. Đó. Có webcam. Chống chói. Máy có bàn phím LED. Rồi bây giờ mình sẽ review phía bên trong để mời các bạn xem. À, mình sẽ tắt máy đi ha. Một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là cân nặng nó khoảng chừng là 1,6 kg, 1,7 kg thôi. Khá là nhẹ. Tuyệt vời luôn các bạn. Đó. Đây là mình sẽ lật ngược đằng sau lại và mình sẽ tháo máy ra để mời các bạn xem về phía bên trong. Thì đối dòng máy này thì các bạn nhìn thấy là đây là dòng chúng ta chỉ cần tháo đơn giản lắm. Đây là một nè, hai nè, ba con nè. Đây là mình gửi cho vị khách ở Đồng Nai và anh này đang ở Long Thành, Đồng Nai nha. Anh kêu là cái gì ship về cho anh. Đó. Anh này đang là sĩ quan quân đội. Đây thưa các bạn, đây mình sẽ tháo ra. Đây thưa các bạn, bây giờ đây là dòng máy này chúng ta nhìn thấy đây nè. Mở hết tất cả ốc đây ra. Và đây là dòng máy mà có, chúng ta nhấc lên, có license của Windows 10 Pro nè, thấy không? Đó, Dell Latitude 5480. Đây. Và bên trong, bên trong thì các bạn sẽ nhìn thấy nè. Dòng phía bên trong đây, một cái máy coi như là thiết kế khá là thông minh. Thông minh ở đây là sao? CPU đây. Chúng ta chỉ cần tháo là 1, 2, 3, 4 CPU nè. 4 con ốc này ra, chúng ta tháo ra và chúng ta vệ sinh được trên CPU đây. Vệ sinh được cho nó nóng. Và đây là pin BIOS. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái cục pin. Cục pin của nó là 51W/h ha. Pin khá là, pin rin theo máy. Và pin khá là đẹp, khá là chắc chắn. RAM đang hỗ trợ là RAM DRAM4 8GB. Và up to lên tới là chúng ta cái 8GB, 8GB là 16GB hoặc là 16, 16 là 32GB. Tối đa được 32GB RAM. Và hỗ trợ về ổ cứng. Ổ cứng đó chỉ là ổ cứng M2 SATA, nhỏ xíu nè các bạn. Thấy không? Nó nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Chạy rất là nhanh. Đây là vị trí gắn về card 4G. Và chúng ta gắn được cái sợi cáp đây, có thể gắn được ổ cứng 2.5 nếu như chúng ta không xài này. Đó. Thì đây, ổ cứng 2.5 là truy xuất qua ổ cứng truyền thống như chúng ta hay xài. Vị trí về loa đây. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Toàn bộ trên đây các bạn sẽ nhìn thấy nè. Toàn bộ đây nè, chúng ta đi nha. Nhìn thấy không? Đây toàn là zin. Zin hết nha. Và không qua bất kỳ sửa chữa nào trên đây. Đây. Mình sẽ đi cận cảnh về các bạn, các bạn xem. Thấy không? Zin theo nó hết. Đó. Rồi thưa các bạn, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Đóng nắp lại trên đây.
Và máy đây là máy Dell Latitude E5480. Những cùng phân khúc mà những cái dòng máy mà có thể cho phân khúc, đây là phân khúc 8 triệu, 7470, 5480 hoặc là 5470 thì nó rẻ hơn, 7 triệu mấy thôi, phân khúc 7 triệu. Và nếu như mà cái dòng mà 7480 thì nó nhỉnh tiền hơn. Nếu như mà phân khúc mà màn hình Full HD, IPS, có LED thì nó sẽ nhỉnh tiền hơn so với dòng này. Dòng này là phân khúc 8 triệu, khá là rẻ nhưng mà độ bền rất là cao, chắc chắn và tuyệt vời luôn các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ dán tem. Và tem đây gọi là tem bảo hành của khi mà mình xuất xưởng và mình dán, mình gửi cho khách hàng xem nha. Đó, nội thất bên trong. Đó, đây là ngày tháng 6, tháng 7 chứ. Ngày 1 tháng 7. Đó, ngày 1 tháng 7 năm 20. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng gói và mình gửi đi cho khách hàng. Anh khách hàng này dưới Đồng Nai, anh kêu bây giờ gửi qua cho anh COD. COD ha. Rồi, thưa các bạn, một dòng máy khá là đẹp, khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đây thưa các bạn, bây giờ sẽ là đóng gói nè. Máy đây, có ký tên nè. Đó, đóng gói vô cái túi giống sóc. Đầu tiên là túi giống sóc trước, để cho bảo vệ về máy. Này tặng người khách cái túi giống sóc ha. Hai túi xốp này để cho máy được có di chuyển hư bẫy cấn mót. Đó, mình cho vào đây. Ở đây là cục sạc Ovan, khách yêu cầu là thêm cái này. Đó, thêm 100.000. Thấy không? Sạc zin Ovan. Nó có đèn bên hông này rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó, mình bỏ đây. Nhét xốp vô. Này là cái lót chuột. Bỏ vào. Và bây giờ đây là mình đóng gói lại để gửi cho khách. Đó, thì bây giờ đây là mình sẽ nha. Rồi, đó, coi đã xong. Đây thì đây là bây giờ mình sẽ ra ngoài bưu cục mình gửi trên đây ha. Thì các bạn nhìn thấy nè, mình để là 2,5 triệu nè. Đó, phí ship nè. Đó, tiền thu hộ nè, 38 triệu mấy nè. Thấy chưa? Và gửi đi, đây là khách hàng ở anh Long Thành ha, Đồng Nai. Rồi, bây giờ mình sẽ gửi đi ha. Rồi, clip mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Bye bye các bạn. Rồi, các bạn nhớ like, share kênh của mình. Mọi thông tin có thể liên hệ là 0922 422 422. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.